hành Famikit mới. Papa, ta mimi. Bổ sung canxi DHA với vị sô cô la thơm ngon cho bé khỏe mạnh, chóng lớn. Để cùng khám phá thế giới huyền diệu của Papa và Mimi, Famikit vị sô cô la uống ngon chóng lớn. Nành Famikit mới. Papa, ta mimi. Bổ sung canxi DHA với vị sô cô la thơm ngon cho bé khỏe mạnh, chóng lớn. Để cùng khám phá thế giới huyền diệu của Papa và Mimi, Famikit vị sô cô la uống ngon chóng lớn. Dễ thương thiệt chứ. Nhìn là muốn hôn rồi. Hello mọi người nhé. Chào mọi người mới vào team nhé. Sorry, chào mọi người mới vào phòng. Cứ đánh răng trận đầu tiên stream cái là đều thua hết à. Mình thử đánh thường trận đầu tiên đi nha. Hay là mà có ai chơi không? Thank you.
sao vào đầu lâu thế? Bận phá án à, Conan? Khát nước luôn. Conan này vào lâu quá cho nên mình sẽ mời người khác nha. Vào rồi kìa. Cận mấy độ á? À, chị không có cận à, kính này là kính giả thôi. Hello, hơi thua rồi á, chưa chơi mà chưa ba chọn tướng nữa mà đã chùa bẻ tôi thua rồi. Muốn tôi chơi qua đây gì? Muốn tôi test thử con gì không? Let us hunt those who have fallen to darkness. Rules are made to be broken, like buildings. For people. Mấy người đó đi ngủ hết rồi. Anh nước như là họ đang chung đúng không? Ừ. Hay họ đang chung đúng không? Buồn nát vậy em nha.
mọi người 17, 18 mới đi mà. Giờ mọi người đang ngủ tại vì thức khuya chơi game ấy. Tôi nói là mọi người muốn tôi chơi con AD gì chứ không phải là mọi người muốn tôi chơi con gì. AD chưa đi, hình như 19 mới đánh mà đúng không? Thì tầm 17, 18 là mọi người mới bắt đầu đi xe xuống Cần Thơ vậy. Đồ ăn rẻ mà ngon nữa. Vì tôi có bạn ở dưới đó, nó rủ tôi xuống dưới đó chơi luôn mà chắc bận nhiều việc quá không đi cùng được. Chắc cũng sẽ không đi coi lại đó được. Ở nhà cổ vũ mấy anh cũng được. Nhà tôi stream chém gió với ông. Bây giờ stream tôi chém gió rồi coi con mấy anh kia đánh luôn, có sao đâu. Lỡ tôi đi tôi làm áp lực cho anh tôi, người tôi luôn tay đánh không được. Này có khi nói tuôn tên nữa. Hồi nãy tôi tính chơi ban rồi, tìm bạn chơi ban mà con Victor lại đi sút bọt á. Flash nhà cứ lao ra đánh thường nó rồi tôi
không biết skill của con nó ra sao vậy, nhưng mà nó đi ra nó đánh thường được chứ không bị gì nữa. Flash tôi chơi hay lắm. Có những người sức bọc phải đánh sướng cực kỳ đúng không? Chắc bạn hai xác luôn. Thấy chưa? Thấy nói một câu là thấy chí rồi. Cái mức độ tự tin của Thread như thế nào? Victor sức bọt ổ nhờ, sao không đổi lớp này, lớp sức bọt Harad khó chịu. Ok đội gì mà nhường mạng đáng yêu thiệt chứ. Tôi phải với tới ráng lắm tôi mới ăn được con ve này. Tèo. Nó ăn hai xác, giờ nó chết là hai xác. Ừ.
không spell game. Tôi đủ nè. Sao team bạn không đổi Victor lên limit nè, Victor limit còn lớn xuống sắp bột. Bị dính cứng ngắc trong cái gì của con Victor luôn. Tôi không có cho Victor nên tôi không biết cái chiêu đó là chiêu gì. Nhưng mà tôi còn một tí nữa, không lo gì. Phiêu ra đánh nhau. Thế mà nó cũng chạy. Kê con ven. Nó bỏ xứ nó đi rồi. Nó chết liên tục ba sát mới bỏ xứ nó đi rồi. Giết tôi là dễ đâu. Đánh thường nhé, tôi khởi động bằng trận đánh thường đây, tại vì hôm qua tôi mấy ngày này tôi stream đi đánh xếp hạng đến round đầu tiên ấy, đánh trận đầu tiên toàn thua không à, còn gặp cái gì nhiều. thử may mắn bằng trận đánh thường coi.
Sai rồi, sai rồi. Sai rồi, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Nhìn kiến rồi. Kiến á? Nhìn thấy đường hả? Đâu, không, không thấy được. Hôm qua mày ngủ, mày ngủ. Tao đâu ngủ đúng chỗ. Mày ngủ ở võng. Nó có gì? Võng hả? Có. Gì? Bạn van này à, bạn bạn vẫn giết được mình mà chúng giết được mình cái bạn tự tin bị sợ rồi. Bạn pha thật đấy, không tính hết não mà không được. Victor mà đi support không có một chút gì gọi là đam mê.